Xin chào các bé. Hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các bé câu chuyện. Đây là một câu chuyện thú vị. Ếch vì ghét cái miệng rộng của mình nên không dám ăn, uống trước mặt các bạn. Nhưng cuối cùng chú vẫn lộ ra khuyết điểm của mình. Đó là câu chuyện chú ếch miệng rộng. Trong đám cỏ bên bờ ao có một chú ếch sinh sống. Chú có cái miệng rộng đến tận mang tai, nên bạn bè đều gọi chú là ếch miệng rộng. Một ngày nọ, ếch được mời đi ăn tiệc, vịt mời bánh nướng, ếch bắt đầu không ăn. Ngỗng mời sô-cô-la, ếch cũng từ chối. Các bạn đều rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao. Mãi lâu sau, ếch mới bê một cốc nước. Chú nhím miệng thật nhỏ, rồi mới bắt đầu uống. Thấy bóng mình trong cốc, ếch thích lắm, đúng là miệng chú nhỏ đi thật. Uống hết nước trong cốc thì ếch không còn thấy miệng nhỏ của mình đâu nữa. Nó sợ quá khóc ầm lên, nguy rồi, tớ đã nuốt mất miệng nhỏ vào bụng rồi. Vịt và ngỗng vội rót đầy cốc nước đưa cho ếch. Nhìn vào cốc, ếch khóc to hơn, anh tại sao miệng tớ rộng hơn lúc trước thế này? Ếch không biết rằng miệng rộng chính là vì chú đang khóc. Câu chuyện tôi kể đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các cháu ở những câu chuyện lần sau. Chúc các cháu chăm ngoan học giỏi, biết vâng lời cha mẹ thầy cô giáo.